một tổ chức bí mật. Liên minh những người phi thường đang tuyển mộ đế chế này cần anh, nhà khoa học, thợ săn, cướp biển, thậm chí một kẻ tàng hình. Nâng ly, tôi đang chờ để được cái ấn tượng đây. Phi thường đấy, cô được tham gia. Họ cùng nhau chiến đấu vì mục đích tốt đẹp. Chúng ta gặp rắc rối rồi. Rắc rối, tôi gọi đó là thể thao. Vậy làm gì để tạo ra một phiên bản mới của chúng ta đây? Một liên minh của tất cả bọn họ. Mang đến cho ta. Thế giới đang bị đe dọa. Chúng ta đến muộn rồi. Trò chơi bắt đầu.